Xin chào mọi người. Mình lên video giới thiệu mọi người một chiếc máy bơm nước. Máy bơm nước của hãng Mitsubishi. Mitsubishi. Động cơ thì là Mitsubishi TU26 26cc lòng 34 ly. Còn phần củ bơm thì là của hãng Cosin. Cosin là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về các loại bơm nước, máy bơm nước của Nhật. Các bạn cứ lên mạng tra từ Cosin này ra thì là vô số, vô vàn các cái sản phẩm của hãng Cosin luôn. Kể cả động cơ điện, động cơ xăng hay là động cơ điện 1 pha, động cơ điện 3 pha. Nó đều có, Cosin này nó là một cái loại rất là cao cấp của Nhật. Đối với lại những cái loại máy bơm mà chúng ta sử dụng ở gia đình, mà chúng ta mua các loại máy bơm, chắc là nhà nào cũng phải có một cái máy bơm để bơm lên téc nước. Đấy, thì nếu chúng ta mua một cái máy bơm mà của hãng Trung Quốc thì nó chỉ khoảng trên dưới 1 triệu thôi, hơn 1 triệu một chút. Đấy, cùng lắm là 1,5 triệu, 1,6 triệu. Thế nhưng mà đối với những cái hãng bơm mà của Cosin Nhật Bản này ấy, thì là nó cùng công suất đó nhưng mà nó toàn giá nó vào khoảng 4-5 triệu một chiếc. Đấy, có những con là giá nó 8-9 triệu đến hơn chục triệu một cái máy bơm điện ấy. Còn đối với lại những cái loại mà máy bơm mini sử dụng động cơ xăng này thì là nó là chuyên sản xuất ra cái củ bơm này để cung cấp cho các cái thương hiệu khác. Ví dụ người ta một cái hãng nào đó người ta sản xuất cái loại máy bơm mini chạy xăng này thì là người ta lại đặt mua cái đầu lỗ của hãng Mitsubishi sản xuất, xong là nó lại đặt mua cái củ bơm này của Cosin sản xuất. Đấy là nói để cho các bạn hiểu thêm về cái các loại sản phẩm này nó như thế. Con này thì nó sử dụng cho gia đình, ví dụ chúng ta sử dụng để dự phòng khi mất điện thì chúng ta bơm nước lên téc nước này, bơm nước tưới cây, tưới cối, hoặc là chúng ta tưới cây tưới cối ở sân vườn, hoặc là chúng ta có thể là mang đi ra ngoài đồng, chúng ta tưới cây tưới cối ở ngoài đồng, ngoài nương, ngoài rẫy xa. Đấy. Trong những cái thời kỳ mùa khô hanh như là những cái tháng cuối năm hiện nay thì là mùa thời tiết rất là khô hanh. Đấy. Hoặc là nếu như mà không phải khô hanh mà chúng ta mới sử dụng đến máy bơm này, mà chúng ta cũng có thể là dùng máy bơm này để chúng ta gạn nước ở bể đi, hoặc là chúng ta gạn nước ở những cái nơi bị ngập úng đi. Ở miền Trung thì đợt này là mưa bão nhiều, thì ví dụ như là nước nó vào trong nhà ấy, thì nó vào trong những cái hốc, cái bể, cái buồng ở trong nhà thì nó không đi được, thì chúng ta có thể sử dụng cái máy bơm này để chúng ta bơm ra ngoài. Đấy, thì nó nhiều chức năng khác nhau. Khi mà mất điện xảy ra ấy, thì là cái động cơ xăng này nó là một cái sự lựa chọn tốt nhất rồi, không còn cái sự lựa chọn nào tốt hơn cái động cơ xăng này khi mà mất điện xảy ra. Con này thì là có cái áo màu vàng rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Các bạn có thể thấy đây, cực kỳ mới luôn nhá. Mới luôn. Mã của nó này KM25S. Cosin này. Nó luôn cái thương hiệu của Cosin luôn. Cosin nó đặt mua cái đầu lỗ này là của Mitsubishi sản xuất. Đây các bạn có thể thấy được là cái chữ mã sản phẩm đây các bạn nhé. Đây, Mitsubishi TU26. Đấy, số series là 408737. Nó thiết kế rất là đẹp luôn các bạn ạ. Công tắc này. Đấy. Công tắc rất là xịn sò luôn ấy. Rồi là cái lọc gió là của nó này. Nó rất là đẹp. Rất là mới. Núm bơm xăng phụ thiết kế giống như là những cái núm máy bơm ở núm bơm xăng của máy cưa. Chế thì nó sử dụng chế của chế này không biết chế của ai đây, mình chưa xem. Chế của OnePro. Chế siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Về thông số của máy bơm ấy thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn nhé. Nó sử dụng cái đường kính ống hút và ống xả là 25 ly. Đây là một cái cỡ rất là phổ thông ở bên Nhật. Thì ở Việt Nam ấy thường là 21 ly này, 27 ly và 34 ly.
Nhưng mà ở bên một số nước khác thì nó hay sử dụng cái kích cỡ là 25 ly. Tuy nhiên thì chúng ta về chúng ta đơn giản thôi. Cái này thì chúng ta có cái cút ra cửa hàng điện nước, chúng ta mua cái cút ở đây. Xong chúng ta đấu vào cái máy, cái ống hút 27 của chúng ta nhé. Chúng ta sử dụng cái ống bơm 27 cũng được, hoặc là bây giờ một số nơi nó cũng có bán ống bơm 25 bình thường, xử lý bình thường. Đấy, còn lưu lượng nước là 115 lít trên 1 phút. Đấy, cao áp của nó là 35m. Nó hút và đẩy là tổng chiều cao hút và đẩy là 35m, còn chiều dài thì là miên man luôn, không tính xét đến chiều dài. Đấy, động cơ thì 1,03 kW, 7.500 vòng trên 1 phút. Đầu máy không đấy, trọng lượng khô của nó là 5kg này. Made in Japan luôn các bạn ạ. Cực xịn sò, con máy bơm này là cực xịn sò luôn đấy. Nó là hàng rất là mới, rất là ít sử dụng luôn. Máy bơm nó khác với lại máy cắt cỏ với máy cưa các bạn ạ. Bởi vì là máy bơm ấy thường là như gia đình chúng ta tự gia đình chúng ta nhu cầu gia đình chúng ta hiểu ra thôi, bởi vì là rất ít khi chúng ta sử dụng đến máy bơm. Có khi mua về chúng ta dự phòng thôi, những lúc nào cần thật cần thiết, lúc nào mất điện thì chúng ta mới sử dụng. Nên ví dụ con này thì cũng thế. Đấy. Nó rất là ít khi sử dụng. Nhìn nó còn mới nguyên. Cực là xịn sò. Tất cả mọi thứ mới nguyên, zin gì gì. Ống giật trợ lực các bạn nhé. À quên, bộ giật trợ lực. Giật rất sướng luôn. Rất là xịn sò này, cứng nhắc luôn. Nó khác với máy cắt cỏ, máy cưa. Máy cắt cỏ, máy cưa nhiều khi nó mang đi làm nhiều và nó bị ép thời gian làm, trong thời gian nó lâu na, nhưng mà công việc nó hay bị ép với này, công việc nặng nhiều. Nhưng máy bơm thường người ta để mức ga nó đơn giản thôi, ga nó cứ tằng tằng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi, nó vẫn bơm nước bình thường. Sau đây thì mình sẽ test tiếng nổ của máy để cho các bạn tham khảo nhé. Công tắc anh nhé, công tắc cực xịn sò luôn, giật nhẹ cái lỗ sướng, sướng dã man luôn ấy. Mức ga đấy nhé, cái máy bơm này nó khuyến cáo là không được chạy khô đấy, này không được chạy khô. Thế cho nên là mình thử máy là mình chỉ để ga lên tí thôi. Nếu như có nước cơ thì mới ga mạnh lên được. Còn cái này là ga đây, mức ga này các bạn này. Nó thiết kế cái ga rất là xịn sò này. Đến nó còn ghi chú này. Tốc độ như tốc độ rùa bò này. Rồi tốc độ nó thỏ chạy này. Khủng khiếp luôn. Cực xịn sò. Ok. Video giới thiệu con máy bơm nước Cosin, động cơ Mitsubishi sản xuất của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào mà cảm thấy ưng con này thì có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0983804084 nhé. Giá của em này là 1.800.000. Đấy. 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào mà đặt cọc trước 300.000 thì được bao ship toàn quốc. Giá là 1.800.000 một con máy cưa Nhật cực xịn sò. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.